Xin Chúa khơi tha thứ mọi lỗi lầm và làm thuyên giảm những cơn đau đớn của người anh em này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đại phương ban sự sống và sức khỏe cho người anh em mà chúng con nhân danh Chúa đặt tay. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nâng đỡ và phụ trợ những ai chăm sóc người anh em chúng con đây. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa là Tân đã sai con Chúa xuống trần gian vì chúng con và để cứu độ chúng con. Chúng con chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là con, Chúa con là con của Thiên Chúa. Lạy Chúa là Tân đã muốn chữa lành những tật nguyền của chúng con khi Chúa mặc lấy bản tính loài người chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi, chúc tụng Chúa luôn dùng quyền thần lực của Chúa mà làm cho những yêu đuối của chúng con nên vững mạnh. Lạy Chúa xin ban cho tất cả Chúa khi được sức giàu thấy này với lòng tin được nâng đỡ trong đau đớn và được lên mạnh mẽ trong những thử thách và bệnh tật của Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhờ về sức giàu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ ông. Amen. Để người giải thoát ông khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa và thương muốn làm cho ông được thuyên giảm. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Đấng cứu chuộc chúng con, xin dùng ơn Chúa Thánh Thần mà chữa lành những đau đớn của người anh em chúng con đây. Xin cũng hàn gắn những thương tích và thứ tha tội lỗi. Xin làm tiêu tan mọi đau khổ xác hồn và xin thương quảng lại sức khỏe dồi dào trong ngoài cho người anh em này. Để khi đã bình phục lại nhờ từ bi Chúa, người anh em này lại có thể Chúa quản nghĩa vụ như trước, Chúa hằng sống và tiên tri muôn đời. Amen. Giờ đây chúng ta đọc cùng nhau cầu xin Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sao, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đây xin Thiên Chúa, đây Đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc xin Thiên Chúa. Này Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
thánh Chúa nhé. Nuốt được không? Quỳ thánh Chúa đi đồ. Đây, nước đây đây. Muốn uống nước thì nhá, muốn tuân thủ Thánh Chúa nhá. Cứ cho uống nước rồi nữa rồi dây 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 đi. Mà nên đổ những cái chi nước nhá. Chi nước. Chi nước rồi đi nước mình thánh nhá. Cảm ơn Chúa nhá, cảm ơn cha nhá. Để chưa nuốt đưa vào trong ăn đi. Cảm ơn. Rồi sau đó thì cao lời nguyện lấy ta cám ơn đọc đi đó là ông bố cao nhé. Chúng ta dâng lời cầu nguyện thầy Chúa là cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng thắng lực Chúa tin tưởng này xin Chúa dùng cho mình thánh Jesus Kitô con Chúa chúng con mời người anh em của chúng con vừa được lấy nên phương dược muôn đời cho cả xác hồn chúng Jesus Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Nào ta hãy chung tùng Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đọc kinh thánh cùng chúng ta theo nhé. Thầy nhá, ông cố yên tâm nhá, được Chúa chỉ dẫn.